lá vàng. Rồi rồi làm gà nấu lá vàng các bạn. Mình muốn ướp gà cho nó thấm gia vị, còn những người không muốn ướp thì nấu để gì ướp nó không cũng được, nhưng mà nó không có được thấm vô thịt, nó không ngon lắm. Một muỗng lên canh muối, hạt nêm muỗng cà phê 3 muỗng. Ướp gà trước nữa, rút vô thấm vô nấu hồi nó ngon gà. Hai muỗng cà phê và đường, 3 muỗng cà phê được. Mình là người miền Tây nên là ướp gia vị theo cái kiểu miền Tây cũng đậm đà. Còn các bạn muốn ăn tùy theo khẩu vị của các bạn mà gia giảm. Rồi mình cho thêm một miếng nước mắm nữa. Này, nước mắm ngon, thành phần nước mắm này nấu ăn rất là ngon. Nó độ đạm nó cao, nó có tên có từ 40 độ đạm rồi. Quảng cáo luôn. Quảng cáo này luôn. Uống cà phê nước mắm cho nó tăng độ thơm, ngày mai ăn gà nó bớt đậm. Vậy các bạn cho nhiều. Cho miếng hành tỏi vào, trộn được rồi. Để khoảng 30 phút cho gà thấm. Muốn xíu bỏ gà vô cho nó gà nó săn lại. Gà chưa xong, gà mình cho nấu lại. Bật luôn bếp nước dùng bên kia luôn. Tỏi vàng lên rồi bỏ gà vô. Khi ướp gà 30 phút cho nó thấm gia vị về đó các bạn. Tỏi vàng lên các bạn, chờ khoảng 15 phút giờ chờ nó chặt. Gà này gà te mà. Te. Te ăn lúa thả vườn luôn. Hai con 8. Hai con. Thịt rất là chắc nha các bạn. Đảm bảo là ngon luôn á. Mặn không? Đùi tí hon. Mèo lên YouTube mèo. Lên TV luôn. Rồi, gà nó săn rồi, giờ bỏ nó qua nồi nước dùng. Nước với lại
10.000 lá giang là đủ rồi các bạn. Lá giang mà nguyên bó vậy mình cắt ra, cắt sơ sơ ra nhìn cho nó ra cái vị chua lăn thanh ngon. Đây là mình thả lá giang vô. Món này rất là dễ nấu, dễ nêm nếm, nếu các bạn không cần không nếm mà ướp gà trước thì các bạn nấu trực tiếp luôn, gà chặt ra rồi nấu trực tiếp luôn. Nhưng mà như vậy nó sẽ không thấm. Ừ. Con có từng đá không con? Đá gì? Đá cho nó xuống bỏ đá vô. Giờ này gà này cũng thịt non là tơ, mình nấu khoảng chừng 25-30 phút là có thể được rồi đó các bạn. Một chút nữa là cái vị gia vị phần ớt nổ lên nó ra nước gà, ra nước dùng. Nếu mà cảm thấy vừa ăn thì là thôi các bạn thôi, đừng miếng mà thiếu thì. Rồi nấu xong rồi các bạn. Xong rồi giờ múc ra thưởng thức coi. Rồi, xong rồi, bỏ nồi lẩu thưởng thức coi. Nấu 30 phút rồi xong. Ăn với bún rồi mà. Lẩu la giang quá quá ngon, hấp dẫn nè.